可以宝宝弄吗？ 누이
Mày béo lắm. Chỗ phải hết rồi à?
cho vui đi. À lấy sẽ cho tôn cho anh này. Ăn sao mày? Nãy ồ. Chỗ á nhỏ. Gọi là mạ màu hả? Chỗ á đi. Dạ, nên sao đồng? Mày đâu? Lấy mày đâu? Bếu bếu mày cũng bạn ơi. Nói được. Xong cái tao ý bàn ai kia. Nè, ăn ăn bị nát à? Là gì tưởng có piêu chứ nó bị bán nè. Anh là biết anh thì nó bán cho cái. Đâu, anh ăn nữa. Nhưng thì nó cầu gì vậy? Hả? Thì nó cầu gì? Cầu. Cái hố này đâu. Trời ơi. Cô ăn cơm nãy nhỉ. Chỗ cà phê nữa. Đi mặn nữa. Dùng gì nữa. Đi mặn. Một chị
rồi này. Đi vào dính. Ngồi này mì lắm. Kiến mà ăn kiến. Sao bà? Chung lộ. Đang. Đang. Dài. Dài lộ. Mong phải đấy. Cái hàng khách đúng. Vô ngặt khổ nữa. Người hẳn ngặt đấy. Sao lại nhỏ yêu gì? Để chụp bé cái nào. Ốm à? Không ốm đâu. Để coi nhà cho lớp. Ôi, buồn ngủ á. Bóng bóng này kia nào á. Ôm này bé xin á. Ôm. Ai bé con đấy? Rồi, nhìn cái chân cả. Ghét ghê. Tiếp thịt đâu đấy? Đi rồi, chị Hiền, ông điệu đi. Rồi, mình đi đi. Để cái này không? Bác lấy này không? Bắt trò nhé. Đó. Ừ. Ý. Chị nào hãy gì? Cắp cái máy nha. Đi, cầm bánh này, cầm bánh này. Thế thế mình cầm đi vào trong này. Đi xem kìa, xem chạm bác mới kìa. Alo. Thấy không? Để vào cái đâu đâu, tay đâu? Tay đâu đâu? Tay đâu đâu? Máy gì đấy chị Yến? Máy chị Yến đấy. Alo. Chút. 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 Thôi người chúng ta thì bạn cười bắt được quỷ đúng rồi quỷ đúng mẹ áp chế áp chế bác gọi mẹ xem nào mẹ chị cho nhiều thế nhiều đâu cái
cái hộp không thì được nhiều. Sao thế này? Đây đây đây, được nhiều lắm rồi. Được thế nhỉ? Mày vào. Đi đi ra ngoài ngồi nhé. Đây này, con kiến đây này. Đây này, con này này. Ăn đi chị, ăn đi. Ôi, Thanh về rồi kìa. Chạy đón chị đi đây. Chị Thanh đi. Đón chị Thanh đi. Mặc cái đá. Đâu rồi. Cái đây cho chị, để vào túi cho chị. Để vào túi cho chị đi. À, đây chị ạ, kia chị ạ.